Hà Thành, ngày 9 tháng 10 năm 2019. Kính gửi Cục Hàng không Việt Nam Nhiều người cao tuổi đang sống tại trung tâm công ty chúng tôi luôn ngao ước một lần thưởng thức ngồi bên trên máy bay, trong những lúc hiện tại sức khỏe không cho phép để dịch chuyển bằng máy bay thực sự trong lúc đang tìm cách để hiện thực hóa ước mơ của các cụ ông cụ bà, công ty chúng tôi biết rằng hiện sân bay nội bài đang giữ một chiếc máy bay BN 727 của hãng hàng không Campuchia bị bỏ quên 12 năm. Chính vì vậy, công ty chúng tôi liều gửi công dân này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho trung tâm xin chiếc máy bay này, không chỉ có đáp ứng cho các cụ ông cụ bà đang sống tại trung tâm mà các người cao tuổi khác có có nhu cầu tương tự. Lát đơn trung tâm dưỡng lão gửi tới Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh Facebook Một trung tâm dưỡng lão ở Hà Thành đã mạo muội gửi bức thư với cung tên như bên trên tới Cục Hàng không Hà Thành. Họ muốn xin một cái máy bay bị bỏ quên, để hiện thực hóa giấc mơ của các cụ già mà hoàn toàn có thể đi gần hết cuộc đời chưa từng thưởng thức một chuyến bay thực sự. Bà Hiền 71 tuổi, bảo, nhà ở Hà Thành, có đi đâu xa kia nào đâu mà đòi đi máy bay nghe thì cũng thích đấy nhưng mà chả dám ha mở mơ hảo gì giờ yếu rồi mà cũng chẳng biết đi đâu nữa mà đi máy bay. Còn bà Liên 71 tuổi, thể, bà có cháu ở Nhật 6 năm rồi đấy. Nó từng rủ bà bay sang thăm nó nhưng mà bà nói thật, bà bị say ô tô lắm, bà chẳng dám đi máy bay đâu. Một cụ ông khác thì thắc mắc, các con đã đi máy bay kia nào chưa? Cảm giác thế nào? Có sợ không? thế rồi, suốt cả buổi ngày hôm đó, các cụ ông cụ bà cứ tám chuyện xôn xao về các chiếc máy bay bên trên bầu trời. Một số giải pháp từng các bạn trẻ của trung tâm dưỡng lão đưa ra, làm loại hình bằng bìa ca tôn hoặc thuê một cái ô tô rồi trang trí bên phía ngoài để trông thật giống máy bay. Kêu gọi các bạn tiếp viên cùng nhập cuộc một buổi tình nguyện tại trung tâm. Đầu bếp sẽ chế biến một số trong những món ăn rất thật đơn bên trên máy bay. Và rồi, một ý nghĩ đó thật táo bạo đã có mặt sau thông báo một cái máy bay của Campuchia bị bỏ quên 12 năm tại sân bay nội bài. Sống bên trên đời, biết đâu lại có một phép thuật cho các chuyện tưởng chừng như là diễn dông, phải không? Nếu có một chiếc máy bay, trung tâm sẽ trang trí thật đẹp, thật nhiều màu sắc, rồi in những cái vé trông như thật, vì các cụ ông cụ bà cũng phải làm thủ tục lên máy bay nữa chứ những chiếc phong màn in cảnh đẹp ở nhiều nước bên trên quả sẽ đặt trong khuôn viên của trung tâm. Các cụ sẽ kéo gia ly xuống máy bay, chụp ảnh chết in ăn đêm khoa các con, các cháu. Chiều hôm đó, khi kể về thương vụ tiền mua máy bay, các cụ ông cụ bà cười sung sướng. Bà liên tấm tắt, ôi, bà thích quá đi ấy. Muốn thử một lần cho biết thêm đời. Bà thích các cô, các chú tiếp viên xinh đẹp đáp ứng như mấy quảng cáo bên trên TV ấy. Bà thích có bức ảnh chụp ở Nhật để con cháu bà bất ngờ. Bà Hồng chia sẻ, ngày xưa bà cũng đi công tác nhiều nơi lắm, bà làm đối ngoại mà. Bà cũng đi khắp cả miền Nam rồi nhưng hồi ấy không có điều kiện nên toàn đi ô tô thôi. Bà không biến thành say xe kia nào luôn. Thấy mọi cá nhân thể đi máy bay thích lắm nên bà cũng muốn đi, chỉ là không có tiền. Nếu giờ mà ngồi bên trên máy bay thì bà biết ơn trung tâm lắm. Còn bà Bình thì hơi ruột rè. Bà thích đi máy bay nhưng bà lại sợ bị say xe. Nếu mà say thì bà không có gan đâu lá đơn đã gửi tới thủ trưởng của cục hàng không, nghĩa vụ của các cụ ông cụ bà là chờ đón ngăn liên tục các giấc mơ về bầu trời của riêng mình. Chúng mình cũng hơi lo lắng, vì khi gửi công dân chưa tính hết các luận điểm chạm mặt phải như làm sao để dịch chuyển cả một cái máy bay to như thế từ nội bài về đến trung tâm, thêm cả luận điểm chi phí nữa. Vậy nhưng, chúng mình vẫn cứ hy vọng. Nếu mua sẽ kêu gọi các mạnh thường quân cùng chia sẽ để lấy máy bay về cho các cụ ông cụ bà đại diện thay mặt trung tâm nói. Nhắc tới diện dưỡng lão, chúng ta luôn mường tượng một hình hài tiêu cực về nhiều nghĩa. Người đời cho rằng cha mẹ phải sống tệ bạc như nào để đến khi cuối đời mới bị con cháu tống cổ anh đô các trung tâm dành cho những người già, người neo đơn. Đấy là nơi bi đát kẻ nhất thế gian, là bốn bức tường mà các con người gần đất xa trời cố bám giếng cuộc sống, lặng nhìn năm tháng, tuổi trẻ anh cả thanh xuân trôi dạt phía sau cánh cổng. Nhưng với trung tâm máy bay, các cụ ông cụ bà rất thích ăn đâu đây vì có bạn từ các con người ban sơ xa lạ, sao thành quen, rồi thương nhau kia nào không hay. Người này đến rồi lại đi, người dị thường tới. Là một dòng luân chuyển nên không kia nào thiếu đi các người bạn cùng các tiếng cười. Hôm nay, các cụ ông cụ bà cùng chục bộ ảnh hội chị em U90 đi bít nít, tay nâng chén rượu thật sành điệu. Ngày mai gió mùa về, quốc hội mi răm rang xuống phố, chị em ta xuống xính tạo dáng, thưởng qua, rồi cùng bàn chuyện của mùa đông hôm sau nữa, nhận ra xu thế những cái xe phân khối lớn đang lên ngôi, còn chần chừ gì mà hoàn toàn không rủ ngay bà bạn cùng chụp ảnh, để xem thiên hạ có trầm trồ. Dẫu sao, với quả bóc tách biệt ngoài kia, nhìn qua lăng kính của các cụ ông cụ bà, còn mê hoặc hơn các chiều nắng tắt mòn mỏi qua khung cửa sổ. Ở diện dưỡng lão, có không ít hơn một hình ảnh, em thanh của cuộc sống.